Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Bích Ngọc. Bài tập ngày hôm nay, Ngọc sẽ hướng dẫn các anh chị một bước nhảy rất cơ bản của bộ môn shuffle dance, đó là động tác T-step. Động tác T-step có khó không? Đây là câu hỏi mà Bích Ngọc đã nhận được rất nhiều trong thời gian qua. Và hôm nay, Bích Ngọc sẽ làm một video hướng dẫn riêng động tác này nhé. Nếu các anh chị và mọi người thấy video của Bích Ngọc rất hữu ích cho việc tập những động tác cơ bản của bộ môn shuffle dance thì nhớ cho Bích Ngọc một like, một share và nhấn đăng ký kênh bên dưới nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tập luyện thôi. Động tác đầu tiên, chúng ta sẽ tập về phần bắp chân nhé. Cả lớp chúng ta sẽ tập phần kiễng gót lên để cho cái bắp chân của chúng ta khỏe. Khi tập shuffle dance, chân phải khỏe. Bắt đầu, 1, 2, kiễng cao lên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cả lớp nhớ tập động tác này nhiều cho em nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tập xoay gót chân. Xoay cái phần mũi chân trước và nhấc cái phần gót chân lên. Và nhớ là cái động tác này là chúng ta đang tập cái cảm giác xoay nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ xoay nhiều lên. Và hai cái phần gót chân của chúng ta nhấc lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mọi người cứ làm liên tục cho em như này nhé. Để tập phần cảm giác chân. Khi mà cảm giác chân tốt rồi ấy, thì là chúng ta sẽ tập cái động tác T-step này sẽ rất là đơn giản. 1, 2, 1, 2. Tiếp theo, để tập động tác này được dễ hơn thì các anh chị sử dụng tường nhà hoặc là cột. Bất kể những cái vật dụng gì mà có thể sử dụng được để chúng ta giữ thăng bằng ở phía trước thì các anh chị làm điểm tựa cho em nhé, để tập cái phần chân này cho nó thăng bằng được tốt hơn. Rồi, chúng ta chuẩn bị nhé, chân phải trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, thu chân về. Tiếp tục nhé. 1, 2, 3, 4. Chúng ta chuyển chân. 1, 2, 3, 4. Các chị nhớ là phía chân trụ chúng ta hơi nhếch gót lên để cho xoay cái phần cổ chân được dễ dàng hơn nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Chúng ta kết hợp hai động tác. 1, 2, 3, 4, đổi. 1, 2, 3, 4, tiếp. 1, 2, 3, 4, đổi. 1, 2, 3, 4, tiếp. 1, 2, 3, 4, đổi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta sẽ đứng thẳng và không cần bám tường nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tập chân phải trước. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Lại lần nữa nào. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Rất dễ phải không nào. Chuẩn bị nhé. Nhịp nhanh hơn. 1, 2, 3, 4. Cả lớp làm lại nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Lại lần nữa nào. 1, 2, 3, 4. Nhớ là xoay cổ chân thật nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi sang chân trái. Nhịp chậm. Cả lớp chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Làm lại lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ ghép hai tổ hợp vào với nhau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
gọi tiếp theo chúng ta sẽ làm nhanh hơn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dừng. 我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花了泪如雨，因为不想分离。 如果再相遇，我想我会记得你。